nói rộng cho đến vì sắc giới lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì pháp giới lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì nhãn thức giới lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì ý thức giới lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì nhãn thức giới lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì ý thức giới lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì nhãn xúc lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì ý xúc lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì nhãn xúc lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì ý xúc lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì các thọ do nhãn xúc làm cho sanh ra lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì các thọ do ý xúc làm cho sanh ra lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì các thọ do nhãn xúc làm cho sanh ra lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì các thọ do ý xúc làm cho sanh ra lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì địa giới lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì thức giới lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì địa giới lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì thức giới lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì nhân duyên lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì tăng thượng duyên lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì nhân duyên lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì tăng thượng duyên lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì vô minh lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì lão tử lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì vô minh lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì lão tử lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì bố thí ba la mật đa lìa nên pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng lìa, cho đến vì bát nhã ba la mật đa lìa nên pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng lìa. Nói rộng cho đến vì bố thí ba la mật đa lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì bát nhã ba la mật đa lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì pháp nội không lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì pháp vô tính tự tính không lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì pháp nội không lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì pháp vô tính tự tính không lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì chân như lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì cảnh giới bất tư nghỉ lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì chân như lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì cảnh giới bất tư nghỉ lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì thánh đế khổ lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, tập diệt đạo thánh đế lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì thánh đế khổ lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, tập diệt đạo thánh đế lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì bốn niệm trụ lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì tám chi thánh đạo lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì bốn niệm trụ lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì tám chi thánh đạo lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì bốn tịnh lự lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, bốn vô lượng bốn định vô sắc lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì bốn tịnh lự lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, bốn vô lượng bốn định vô sắc lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì pháp môn giải thoát không lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì pháp môn giải thoát không lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì tám giải thoát lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa, cho đến vì mười biến xứ lìa nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa.